Tiếp theo thì thầy sẽ nói về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục. Thế nào là biến ngẫu nhiên rời rạc và thế nào là biến ngẫu nhiên liên tục? Rồi những cái vấn đề liên quan đến nó như là hàm mật độ xác suất, hàm phân bố xác suất thầy đã trình bày ở những cái tiết trước nhé. Nếu mà chưa vững với cái đó thì em phải xem lại. Tiết học này chúng ta cũng phân làm hai phần, phần lý thuyết và phần ví dụ minh họa. Chúng ta nhớ lại đối với biến ngẫu nhiên rời rạc. Biến đổi là chúng ta có cái bảng về xác suất của nó, biến ngẫu nhiên xì và xác suất tương ứng của nó. Nếu nhân nó nhận giá trị x1, xác suất tương ứng của nó b1, nhân giá trị xì2, giá trị xác suất tương ứng xảy ra x2 là b2. Nếu biến ngẫu nhiên nhận giá trị là x3, xác suất tương ứng của nó là b3. Chấm này chấm chấm này chấm cho đến xn, xác suất xảy ra của nó là bn. Thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x về bản chất chính là x trung bình. Nó sẽ bằng gì? X1 nhân p1 cộng x2 nhân p2 cộng với chấm và chấm và cộng với xn nhân vn, và được viết tắt thành tổng xi pi. Đương nhiên x phải thuộc cái miền xác định của nó. Cái chuyện này là hết sức hiển nhiên rồi. Đấy là đối với biến đổi này. Thế từ biến rời rạc bây giờ chúng ta mở rộng ra biến liên tục. Biến rời rạc có đặc điểm là nó nhận cái giá trị x này rời rạc thôi. Và vì thế hoặc là nó hữu hạn, thường là nó hữu hạn, hoặc nếu nó vô hạn thì nó cũng có quy luật nào đó. Nhưng đối với cái biến ngẫu nhiên liên tục thì không, nó là vô vàn vô số các giá trị của x gì, chứ nó không thể liệt kê ra cái kiểu này được, có đúng thế không nào? Đấy. Thứ hai á là ở biến đổi rạc thì xác suất để xảy ra cái giá trị x1 là b1 thì b1 là một con số đáng kể. Trong khi đó đối với biến ngẫu nhiên liên tục, chúng ta biết điều này là xác suất xảy ra cái biến cố x nhận một cái giá trị x gì cụ thể nào đó là con số vô cùng nhỏ. Đúng không? Ừ. À, cho nên công thức tính kỳ vọng, tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục nó phải khác đôi chút so với kỳ vọng của biến rời rạc, nhưng mà nó cũng xuất phát từ cái biến ngẫu nhiên rời rạc mà ra. Đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x gì sẽ bằng gì? Cũng lấy x nhân với xác suất tương ứng của nó. X nhân với xác suất tương ứng của nó là gì đây? Chính là fx. Cũng lấy x nhân với fx. Đây này. X1 nhân với b1 cộng x2 nhân b2 trong cái rời rạc thì sang liên tục. X nhân với fx. Fx nó là gì? Fx là hàm mật độ xác suất. Vì ở cái phần nói về mật độ xác suất thầy đã nói như này. Bản chất của hàm mật độ xác suất chính là chỉ ra xác suất khi biến ngẫu nhiên nhận giá trị x gì nào đó. Và chúng ta cũng cộng dồn nó lại, đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì việc cộng dồn nó lại sẽ được lấy tính, chính là tính tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng. Tức là quét qua tất tần tật mọi giá trị của x. Đấy. Ở đây chúng ta đang tính theo biến đích. Chúng ta lấy vi phân dx. Chúng ta lấy dx là vì xét trong mức khoảng vi phân của x đủ nhỏ thì fx được coi như là không không đổi. Nhá. Đấy, đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì chúng ta tính theo cách này. Và lưu ý này, fx là hàm mật độ xác suất. Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục. Vì nó là
hàm mật độ xác suất cho nó thỏa mãn cái điều kiện này, tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của f(x) đấy chắc chắn là bằng mấy? Bằng 1. Quét trong toàn bộ cái giá trị mà x có thể nhận thì xác suất của biến cố tổng hợp tổng cộng đó sẽ bằng mấy? Sẽ bằng 1. Tức là 100%, đó là biến cố chắc chắn xảy ra nhé. Đấy, thì em đó không lại cái công thức này, x nhân fx dx. Đấy, nó cũng giống như từ biến rời rạc thôi, về bản chất cũng là lấy x nhân cái xác suất tương ứng của nó. Nhưng bởi vì cái fx này, x và fx nó nhận giá trị liên tục cho nên nó không thể thống kê theo cái kiểu này được, và nó phải viết ở dạng này. Thứ hai là nếu như ở đây x, toàn bộ x thuộc miền xác định, tức là cộng tất cả các x lại, thì ở đây cũng thế, chúng ta cũng lấy tất cả các giá trị của x và xét nó một cách tổng quát là miền của x là từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng, và tùy từng bài toán cụ thể mà miền của x sẽ là trong cái khoảng cụ thể nào đó, hữu hạn nào đó nhé. Thì đấy là công thức tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục. Chúng ta cũng phải ghi chú lại cái điều này nữa. Cái điều này đã được biết từ tiết trước rồi, nhưng cũng ghi chú lại một lần nữa nhé. Đấy, để làm gì? Để khi tính kỳ vọng, tức là tính cái tích phân này, thì chúng ta cần phải đi tìm hàm này trước, hàm fx trước, và tìm hàm mật độ. Và muốn tìm được hàm mật độ thì chúng ta phải sử dụng cái tính chất này nhé. Còn nếu họ đã cho chúng ta hàm mật độ rồi thì thay thẳng vào đây để mà tính rất là dễ dàng. Còn họ chưa cho cụ thể hàm mật độ thì chúng ta phải sử dụng cái thực hiện này để tìm hàm mật độ. Đây đóng khung lại, công thức cho thầy. Đây được gọi là công thức sao, lưu ý. Công thức sao được sử dụng để tìm cái hàm mật độ xác suất. Công thức sao được sử dụng để tìm cái hàm mật độ xác suất. Được chưa? Lý thuyết của nó có vậy thôi. Bây giờ đi vào phần số 2, ta xét ví dụ minh họa. Ví dụ số 1 này, cho một cái đại lượng ngẫu nhiên x có hàm mật độ như sau. Hàm mật độ fx sẽ bằng k nhân với 1 cộng với x mũ trừ 4 khi x lớn hơn hoặc bằng 0, và nhận giá trị bằng 0 khi x âm. Hãy tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x. X là một cái biến ngẫu nhiên liên tục, và hàm mật độ xác suất của nó được tính theo công thức này. Và lưu ý là x ở đây là biến số, còn k đây là hằng số nhé. Họ bắt chúng ta tính kỳ vọng của nó. Vậy chúng ta giải này. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục trở thành những cái phần khác. Tính kỳ vọng của nó thì chúng ta nhớ lại cái công thức ta vừa viết xong, thì x sẽ bằng gì? Tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của x fx dx, phải vậy không? Chúng ta nghĩ đến công thức này. Nhưng mà ở cái tích phân này này, fx ở đây là hàm chưa cụ thể, k đã biết đâu, thì làm sao tính được cái này? Vậy thì chúng ta phải tính k trước. Tính k dựa theo cái nào? Dựa theo công thức này.
tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của fx dx quét trên toàn bộ cái khoảng mà x có thể nhận, thì đây là một biến cố chắc chắn bằng 1, tức là 100%. Điều này tương đương với gì? Áp dụng vào bài này, chúng ta tách cái tích phân này thành hai phần. Phần thứ nhất là từ trừ vô cùng cho đến không của fx đấy, cộng với từ không đến dương vô cùng của fx đấy, và bắt nó phải bằng 1. Tại sao lại tách vậy? Vì đây này, cho cái hàm fx phân thành hai khoảng như thế này, trong phạm vi từ trừ vô cùng cho đến không, xác suất của biến cố này là bằng không. Xác suất được bằng không, chắc chắn cái tích phân này bằng không. Vậy thì nó sẽ tương đương với tích phân từ không đến dương vô cùng của fx dx. Fx đâu? Đây, trong khoảng từ không đến dương vô cùng thì chúng ta thay fx bằng k nhân với 1 cộng x xì mũ trừ 4 đấy, và bắt nó phải bằng 1. Tôi ném k ra ngoài, k nhân với tích phân từ không đến dương vô cùng của 1 cộng với x xì mũ trừ 4 dx bằng 1. Cái tích phân này rất dễ tính này, em tự tính nhé. Tích phân suy rộng này rất đơn giản mà, em tự tính được phải không? Đấy, sau khi tính xong thì em sẽ được k bằng 3. K đây bằng hằng số mà. Đấy, k bằng 3. Được chưa? Nhớ là tự tính cái tích phân này nhé. Rồi, sau khi ra được k rồi thì hàm mật độ xác suất đã tìm được một cách cụ thể rồi. Nếu vậy thì ta sẽ suy ra kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x, tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của x xì fx dx. Để tính cái tích phân này, chúng ta cũng tách nó thành hai phần là từ trừ vô cùng cho đến không của x fx dx cộng với tích phân từ không đến dương vô cùng của x fx dx. Ta tách với cái lý do là hàm họ cho nó cũng tách làm hai phần. Trong khoảng từ trừ vô cùng đến không thì fx mật độ xác suất của nó bằng không, cho nên hiển nhiên cái tích phân này bằng không, bao nhiêu nhân với không cũng bằng không, đúng không? Nên cái chỗ này bằng không rồi. Vậy chúng ta cần tính cái khúc này trong cái khoảng từ không đến dương vô cùng. Khi đó cha x sẽ bằng gì? Thì cái tiếp lên trên đây nhá. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng của x nhân với fx này, fx lúc này k đã biến bằng 3 rồi, nhân với 1 cộng với x xì mũ trừ 4 đấy. Cái tích phân này cũng chẳng có gì khó khăn, em tự tính một cách rất dễ dàng, đúng không? Tự tính được thì nó sẽ được giá trị thì tính sẵn là 1/2. Đấy, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x thì là bằng 1/2. Cái khả năng mà biến ngẫu nhiên x có thể nhận là 1/2 nhé. Rồi. Cũng không có nhiều chuyện để mà bàn cho cái biến ngẫu nhiên, để thầy tìm xem nào. Có cái ví dụ nào? Thôi có lẽ là cũng chỉ đến thế nhá. Chúng ta cũng không cần thiết phải bàn luận thêm. Thì có gì thì thầy sẽ nói nhiều hơn nữa, giảng nhiều hơn nữa cái phần này trong cái phần chữa bài tập. Chứ công thức với cách làm của nó chỉ có thế thôi. Tức là nếu mà họ cho tao cái hàm mật độ cụ thể thì ta thay thẳng nó vào công thức tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của xfx dx. Còn nếu họ chưa cho chúng ta cái hàm mật độ thì chúng ta lại sử dụng cái tính chất là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của fx dx bằng 1 để tìm hàm mật độ trước. Phần còn lại nhất chỉ là tính toán thôi, chứ không có cái gì cao siêu cả. Được chưa? Đấy, thì chúng ta tạm kết thúc cái tiết học ở đây nhá. Và tiết sau thì thầy sẽ giảng về cái đặc điểm tuyến tính của cái giá trị kỳ vọng.